các bạn sử dụng cái keo bắn súng. Đây, một hộp của nó là như thế này. Và cái keo bắn súng của nó đây. Keo bắn súng của nó đây nha các bạn. Cái này là loại nhỏ, cho nên là mình sẽ mua cái cây keo nến nhỏ nha. Đây. Ở đây mình có một cái rắc cắm nè, mình sẽ cắm nó vô cái ổ điện và mình cắm cái keo vô đây. Ở chỗ này mình có cái keo để chỗ mình để keo nha. Mình nhét đây, mình bỏ vô. Nhét chưa? Đâm vô, mình bỏ vô sâu tí nha. Đó. Rồi các bạn cắm điện lên. Các bạn có công tắc nè, bạn bật lên. Các bạn chờ cho nó nóng cái đầu này lên là nó sẽ chảy keo ra cho các bạn, là lúc đó các bạn sẽ có thể dán được các thứ nè. Cái này dán được trên mọi bề mặt luôn nha, như gỗ nè, rồi bề mặt kiếm, rồi bề mặt nói chung là tất cả các loại bề mặt nha. Mình hay đến nhà sách Anil Plaza để lựa chọn những cây bắn súng, keo bắn súng phù hợp với lại mình đang cần nha.